minh ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến cuộc sống làm dâu thời hiện đại tưởng chừng không còn cái cảnh khốn khổ như thời xa xưa nữa các nàng dâu ngày nay đã có thể hòa hợp với gia đình chồng như trong chính gia đình cha mẹ đẻ của mình vậy nhưng đâu đó vẫn có những cái cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa mẹ chồng nàng dâu và chị dâu em chồng Thời đại đã đổi thay, nhưng nếu con người sống chẳng tình nghĩa thì muôn đời vẫn có những người phải chịu kiếp sống ô xin ngay trong gia đình mình và những mâu thuẫn như thế sẽ mãi tồn tại. Trong câu chuyện Minh Ngọc diễn đọc hôm nay, có một nàng dâu có tiền, có sắc, có tài mà vẫn rơi vào vòng luận quẩn ấy. Chúng ta sẽ cùng xem cô ấy đã có những bứt phá thế nào để có được hạnh phúc các bạn nhé. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện. Chiều tan tầm, ngày nào vào khoảng thời gian này, đường phố cũng ùn ùn như ong vỡ tổ, kéo kín các cung đường ra ngoại thành. Đèn xanh đèn đỏ cũng vì thế mà như dài hơn, lại thêm cái nắng hầm hập chưa hề hạ nhiệt dù đã cuối buổi chiều, khiến ai nấy càng thêm khó chịu Tưởng như không thể hít thêm được chút oxy nào Mồ hôi ròng ròng sau những chiếc áo chống nắng kín mít Cố gắng len lỏi mãi Uyên mới tách ra khỏi được đám đông Ra đến ngoại thành, đường mới thoáng hơn Lướt qua đồng hồ một nhà dân thì đã hơn 5 giờ rưỡi Uyên vội vã vít ga hết cỡ, chạy thẳng về nhà Mẹ chồng đã ngồi trong sân, gác chân ngồi ăn nhãn Vừa thấy cô, bà đã hắng giọng Ái chà, con dâu nhà tôi đi làm công to việc lớn về rồi đấy. Con chào mẹ ạ. Uyên gión rén tắt máy rồi dắt xe vào. Trời đã tắt nắng, trong nhà vẫn tối om. Uyên quay sang hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, sao nhà mình không bật đèn lên? Tiền đâu mà đóng tiền điện mà đòi bật? Tôi bảo cô đưa tôi đóng, mà cô có đưa đâu? Thế thì đừng dùng. Mẹ Sao? Tôi nói không đúng à? Mang tiếng đi làm viện lớn, lương cao. Thế mà có mấy đồng tiền điện? cứ phải nhắc lên nhắc xuống Tháng này con chưa lấy lương ạ à? Với cả tháng nào con cũng đưa đầy đủ cho mẹ Đóng tiền điện nước đúng hạn Tháng này đã đến hạn đâu mà mẹ phải vội lên thế Uyên cự cãi Mẹ chồng cô thấy vậy Đang bóc dở quả nhãn Liền đứng phát dậy chỉ vào mặt cô Hả, Bây giờ cô còn biết cãi đấy à Ôi trời ơi Nhà tôi vô phúc vô phúc Bà Hoa chẳng màng hàng xóm xung quanh Cứ thế dãy đành đạch giữa sân Nói Uyên không xa gì hàng xóm cũng đã quen cái thói xấu tính xấu nết của bà nhìn thấy nghe thấy nhưng chẳng ai quan tâm chỉ tội cho con dâu bà là uyên uyên đã về đây làm dâu được ba năm làm vợ của bảo con trai của bà hoa ba năm làm dâu cô có một đứa con gái là mun nhưng lúc nào bà hoa cũng tìm cách hoạnh hoẹ đủ điều uyên làm bác sĩ Trước khi lấy chồng đã xin được một vị trí ở bệnh viện lớn trong nội thành, cách nhà 20 cây số. Còn chồng cô làm một viên chức nhà nước ở ngoại thành gần nhà. Nhìn vào thì ai cũng thấy rõ ràng là thu nhập của ai cao hơn, nhưng lúc nào mẹ chồng cũng nói cô tốt phúc mới lấy được người giỏi như bảo, còn kêu cô nghỉ việc về làm gần nhà cho tiện chăm sóc gia đình chồng con. Uyên không muốn sống một cuộc sống như vậy cô có ước mơ hoài bão của riêng mình nếu không vì bố mẹ cô muốn lấy chồng gần bảo cũng coi như là một người hiền lành tử tế thì có lẽ cô đã không phải ngày ngày chạy đi làm xa chiều lại hớt hải chạy về cơm nước cho bố mẹ chồng bà hoa gào lên một lúc thì ông thông về tới nơi tay bế mun còn đang ngơ ngác lại làm sao chưa về tới nhà đã nghe giọng bà oang oang ngoài ngõ rồi Ông về mà xem con dâu ông kìa Nói một câu cãi một câu Ông xem tôi có khổ không cơ chứ Con dâu nhà người ta 5 giờ đã về cơm nước đàng hoàng Chồng về chỉ việc ngồi và ăn Đây con dâu nhà này thì ghê rồi Cứ đòi làm việc lớn Chẳng biết nó ham hố cái gì Mà hôm nào cũng tối mò mới về Về còn hoạnh hoẹ tôi đủ điều Có ai khổ như tôi không rời ơi là rời Ông thông nghe mấy lời kêu gào của bà Hoa Thừa hiểu chuyện gì Liền nói Thôi bà bớt cái mồm đi Ngày nào cũng oang oang lên không sợ người ta cười cho à rồi ông quay sang uyên thôi con vào nấu cơm đi bố bế mun thêm lát nữa thì con cho nó tắm rồi ăn cơm vâng ạ à. uyên ngoan ngoãn đi vào nhà đằng sau lưng vẫn văng vẳng tiếng chửi của bà hoa ông thông thấy con dâu vào rồi mới quay sang vợ bà bớt mồm đi công việc của con nó bà cứ nói mãi thế nhỉ thế tôi nói sai à bảo làm gần rồi về sớm cơm nước thì không nghe cứ thích làm xa Chắc là để tiện hú hí gì trên ấy mới về nhà Bà thôi đi Nói thế cái Uyên nó buồn đấy Công việc đó Nó làm từ trước khi lấy chồng Bà cứ đòi nó bỏ là sao Với cả con trai bà đấy Làm gần nhà Mà còn về muộn hơn đứa làm xa kia kìa Thằng Bảo ấy Nó là đàn ông Nó phải giao lưu bạn bè nữa chứ Ông so sánh thế mà được à Ông Thông định nói thêm Nhưng đột nhiên bé muôn khóc ré lên Có lẽ vì thấy ông bà to tiếng Nên sợ quá mà khóc ông Thông đành dừng lại mà dỗ cháu rồi đi vào trong nhà. Bà Hoa thấy thế lườm theo, miệng còn lẩm bẩm, không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà cứ bên chăm chạp, chăm chặp Tối, gần tới giờ cơm, Bảo mới về nhà. Uyên lúc này đã cơm nước xong xuôi, cũng đã tắm cho muôn xong. Thấy chồng về, cô liền nói vọng ra từ trong bếp. Anh tắm đi rồi xuống ăn cơm ạ. À? Ừ, bảo lên tắm táp rồi đi xuống ông thông bà hoa đã yên vị trên bâm cơm môn ngồi trong ghế ăn riêng chỉ còn uyên vẫn đang múc nốt bát canh thấy con trai đi xuống ông thông bèn hắng giọng dạo này con bận gì hay sao mà thường xuyên về muộn thế bảo ngồi xuống ghế tự lấy đũa bát cho mình chẳng nhìn vợ vẫn chưa ngồi xuống thản nhiên gắp thức ăn vâng ạ à, dạo này con hơi nhiều việc việc gì thì cũng phải sắp xếp sớm mà về có vợ con rồi bớt bớt mấy cái chuyện bên ngoài mà về đỡ đần vợ đi. Bảo nghe đến đây liền dừng đũa, ngẩng lên, quay sang nhìn Uyên với ánh mắt khó hiểu. Bà Hoa thấy chồng nói con thì liền thanh minh, nó phải ra ngoài giao du bạn bè một chút chứ, đàn ông mà. Tôi cũng là đàn ông, tôi có cần phải giao du đến mức ngày nào cũng tối mịt mới về không? Ông thì nói làm gì, ông mà giao du ra tiền ấy thì tôi cũng cho ông đi nhá. Bà lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Ơ hay, thế tiền không cần thì cần cái gì ba thôi con mời bố mẹ ăn cơm ạ à? thấy bố mẹ chuẩn bị to tiếng uyên vội ngắt lời con bảo anh dường như không liên quan đến cuộc cãi vã vừa rồi chỉ cắm đầu ăn cho xong rồi lên phòng mặc kệ bố mẹ với vợ xoay sở nốt khuya uyên mới xong việc nhà mun đã ngủ ngoan từ bao giờ cô đặt con trong cũi riêng rồi mới ngồi lên giường gấp nốt đống quần áo sạch Bảo đang cắm mặt vào điện thoại, tay không ngừng bấm bấm trượt trượt trên màn hình, thỉnh thoảng lại thốt lên vài câu chửi thề như đang nói với ai trong game. Uyên đã quen với cảnh này nên cô chẳng quan tâm lắm, giờ cô chỉ muốn làm cho xong còn đi ngủ sớm. Đột nhiên, Bảo nhăn mặt rồi rít lên một tiếng, hình như vừa bị thua game, buông điện thoại, thấy Uyên đang ngồi đó xếp quần áo, dường như anh chợt nhớ ra điều gì. Hôm nay bố mẹ có chuyện gì à? Uyên ngơ ngác, không có gì đâu. Sao hôm nay tự dưng bố nói anh chuyện đi sớm về muộn vậy? Mọi khi có bao giờ nhắc đến đâu? À, chắc là khi chiều em bị tắc đường nên về muộn thì mẹ nói mấy câu bố mới đem anh ra so sánh là ở gần mà còn về muộn hơn nên ăn cơm bố mới lôi ra. Ngay vậy bảo liền nguyết vợ, em hay thật đấy có cái chuyện ấy thôi cũng phải để bố mẹ nói nhau. Lần sau ấy, liệu mà về sớm, biết tắc đường thì xin về sớm sớm hơn đi. Anh sao đấy? em đi làm xa lại trong nội thành hôm nay còn là thứ sáu cuối tuần nên tắt đường thôi mà với em cũng cố lắm rồi như ghế khác ấy có lẽ còn muộn hơn em thôi lần sau liệu liệu mà về bảo về gần thì không về anh công việc của em có từ trước khi chúng mình lấy nhau sao anh cứ bắt em phải bỏ việc về quê anh có biết bao nhiêu người ước ao xin được một vị trí như thế mà không được không anh không cần biết vị trí nào hết Anh chỉ biết là em có chồng con rồi Thì phải chăm lo cho chồng con trước nhất Công việc thì không có việc này thì có việc khác Anh Uyên tức nghẹn họng Vì mấy lời của chồng Định nói tiếp thì mun bỗng họ ẹ Làm cô lại phải quay sang dỗ con ngủ tiếp Đến khi xong Thì Bảo đã cầm điện thoại Quay mặt vào tường chơi tiếp Như chưa có chuyện gì xảy ra Chẳng chút mảy may quan tâm đến vợ Uyên nhìn chồng mà chán chẳng buồn nói, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với anh, liền tắt đèn rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, là cuối tuần, thường người ta sẽ được ngủ muộn hơn một chút, nhưng không, Uyên vẫn phải dậy sớm, đi chợ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Bà Hoa thấy cô lục tục mở cổng đi chợ, thì liền chạy ra gọi với, này, mua thêm đồ ăn cho cái Ngọc nữa nhé, lát nó dẫn các cháu sang đấy ngọc là em chồng của uyên đã lấy chồng và có hai con nhưng ly dị rồi hầu như cuối tuần nào ngọc cũng dòng díu con sang đây ăn ngủ mỗi lần sang là sang cả hai ngày chẳng làm gì rồi chỉ biết nghĩ đòi ăn ngon ăn xong còn muốn mang về nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ đưa thêm tiền hay đỡ đần gì cho uyên cả thậm chí con còn chẳng trông cứ vứt cho cô rồi đi chơi tít mít tới sáng mới về rồi đòi ăn Uyên cũng chẳng biết nói cô em chồng này thế nào, vì mỗi lần mở miệng thì mẹ chồng lại lu loa lên nói cô tiếc tiền với em chồng và các cháu. Bảo cũng chẳng bênh cô bao giờ, cuối cùng chỉ mình cô nghe chửi. Thế nên, khi Uyên nghe mẹ chồng nói thế, chỉ vâng dạ rồi lại đi. Lúc Uyên về thì cả nhà vẫn chưa dậy, ba mẹ con Ngọc cũng chưa sang. Cô đem đồ vào bếp rồi nấu, một lát sau có tiếng xe ngoài cổng rồi bấm còi inh ỏi. Khiến Uyên chạy ra, Ngọc chở theo hai đứa nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, nheo mắt vì nắng mà còn ngái ngủ, đã bị mẹ đưa sang đây. Vừa thấy Uyên, Ngọc đã cằn nhằn, mở cái cổng thôi mà cũng lâu thế, hai cháu nó chờ bác mà cháy hết cả da rồi đây này. Uyên không nói gì, chỉ im lặng mở cổng cho Ngọc chạy xe vào. Xe vừa dừng, Ngọc liền nhảy xuống xe, mặc kệ hai đứa nhỏ loay hoay không biết làm sao. Thấy thế, Uyên lại phải đỡ cháu xuống vừa vào nhà ngọc đã xà luôn vào trong bếp thấy trên bếp là nồi nước bún riêu cô ta liền xị cái mặt ra bún riêu à ăn cái khác đi được không hôm qua em vừa ăn rồi uyên còn đang bận dắt hai đứa cháu vào chưa kịp trả lời thì bà hoa nghe tiếng ngọc đã đi đến ngọc đến rồi à con mình với mi Mì đâu ở ngoài sân kìa mẹ mà mẹ ơi hôm nay chị uyên lại nấu bún riêu con mới cho các cháu ăn hôm qua hay mình đi ăn phở đi mẹ con thấy cái quán đầu ngõ cũng ngon đấy. Uyên nghe thế vội đi vào nói, thôi chị nấu rồi, em cho các cháu ăn đi, ngày mai rồi chị nấu phở. Bà Hoa liền ngắt lời, em nó muốn ăn phở thì cho nó ăn, cổ hay thật đấy. Nhưng mà... Chẳng đợi Uyên nói xong, Ngọc đã kéo bà Hoa đi ra cửa, bỏ lại Uyên với hai đứa cháu. Lúc này thì có tiếng khóc trên nhà, có lẽ là muôn dậy không thấy mẹ đâu, cô liền chạy lên bế con. Bảo vẫn ngủ say như không có gì. Uyên thở dài, đành bế con xuống, một bên vừa dỗ con, vừa cho hai cháu ăn sáng. May mà đứa lớn 5 tuổi đã tự ăn được, cô chỉ phải bón cho đứa nhỏ. Lát sau, ông Thông mới dậy, thấy thế thì liền hỏi, cái Ngọc đâu, sao con lại phải cho cháu ăn thế này? Dạ, mẹ con với Ngọc ra đầu ngõ ăn phở rồi bố ạ. À. Thật chẳng ra sao, nhà nấu bún đây rồi còn đòi ăn phở, đúng là con hư tại mẹ mà. Nói xong, ông Thông cũng vào phụ uyên trông cháu để cô nấu cháo ăn dặm cho môn. Thêm một lúc nữa, bà Hoa và Ngọc mới về, vừa đi còn vừa nói cười khen phở ngon. Hai mẹ con bà sang chảnh quá nhỉ. Nhà nấu bún rồi còn đi ăn phở. Ngọc nghe tiếng ông Thông thì liền rụt lại sau lưng bà Hoa, không dám hó hé. Bà Hoa thấy vậy lại nói, hôm qua con nó ăn bún rồi, nó thèm phở thì tôi đưa nó đi ăn chứ sao? Ông có phải bố nó không vậy? Mẹ nào con nấy Toàn dạy nó thói hư thôi Còn con Ngọc Sao mày mang con sang đây mà quăng đó Để cho chị dâu chăm hộ vậy Nó cũng có con nhỏ hơn mày đấy Làm sao mà chăm xuể ba đứa Ông hay thật đấy Cả tuần con nó mới sang đây chơi Ông có bắt bẻ nó thế nhỉ Sang chơi hay là sang để tìm chỗ để thả hai đứa cháu cho rảnh thân Lần nào sang cũng thả con cho cái uyên trông Nó đi làm cả tuần rồi Con phải phục vụ Nó cũng còn con môn, Rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ Này Ông là bố đẻ cái Ngọc chứ không phải cái Uyên đâu nhá. Sao ông có Binh nó chằm chặp thế? Ba đứa trẻ thấy người lớn to tiếng lại khóc ré lên, khiến cuộc cãi vã dừng lại. Trưa, bà Hoa đem hai đứa cháu ngoại về phòng, còn Ngọc thì nằm chơi ở phòng mình, Uyên chơi với con trên nhà. Còn bảo ngủ dậy rồi chẳng ăn sáng, kêu có việc nên thay đồ rồi đi ra ngoài luôn, chẳng thèm hỏi han vợ con một câu. Ngọc nằm chơi chán thì bắt đầu thấy đói. Có vẻ bát phở sáng nay đã bay hết, liền lò dò sang phòng bà Hoa nói gì đó. Uyên biết bởi vì phòng cô sát phòng của Ngọc mà giờ này Ngọc chịu ra khỏi phòng thì chỉ có đói hoặc đi chơi thôi. Quả nhiên, lát sau có tiếng bà Hoa ý ới dưới nhà. Uyên, đâu rồi? Xuống đây xem nào. Uyên chẳng lạ gì cái giọng này, lại giọng gọi cô xuống để kêu mua đồ gì đó cho con gái ăn đấy đây mà cô biết vậy nhưng vẫn bế con xuống xem mẹ chồng bảo gì thấy con dâu xuống bà hoa sẵn rộng làm cái gì mà chưa rồi cứ ngồi mãi trên đấy thế mẹ gọi với con ạ à. ờ chưa rồi cô đi mua ít hải sản tôm cua gì đi đổi món cho cả nhà mẹ ơi con muôn bế cả nó đi chợ ngay đây thôi có cái gì đâu mà không đưa đi được tôi còn phải trông minh với mi rồi cô ngọc trông cũng được mà Ngoài trời nắng thế này, cả tuần em đâu biết sang chơi. Cô cứ bắt nó làm này làm kia là sao? Nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Chưa rồi, đi nhanh đi. Mẹ chồng gạt luôn câu nói của Uyên khi cô chưa kịp mở miệng, khiến cô chẳng biết nói gì nữa. Uyên nhìn ra ngoài trời nắng trang trang, dù trong lòng xót lắm nhưng cũng đành che chắn cho con thật kỹ rồi đưa ra chợ. Uyên cố gắng đi thật nhanh, cho con khỏi nắng, nhưng vừa ra đến đầu ngõ, chị chủ quán phở liền gọi cô lại. "Uyên, sáng nay Ngọc với mẹ em ra ăn phở, nói là em trả tiền đấy. Mẹ em nói thế thật à chị?" "Ừ, cô Ngọc cũng nói thế, em trả luôn hay để chị ghi nợ?" Uyên nghe xong, nỗi ấm ức trong lòng lại dâng lên. Sáng thì hai mẹ con đùng đỉnh đi ăn phở, trưa thì đòi ăn hải sản, thế mà toàn bắt cô trả nếu không phải cô lương cao thì chẳng chịu nổi với hai mẹ con này mấy hồi. Uyên đành ngậm ngùi trả tiền, rồi đi nhanh ra mua được ít ghẹ với tôm, lại loay hoay lọ mọ nấu nướng một mình. Còn mẹ chồng và em chồng thì cứ giúp xích gì đó trong phòng, đóng kín cửa như chẳng hề liên quan đến mình. Bảo thì ra khỏi nhà từ bao giờ, chắc lại đi đâu đó chơi với đám bạn hoặc bia bọt. Nhiều lúc cô cũng phát bực với chồng mình, có con rồi mà còn như trai tân, vẫn cứ chơi bời như hồi chưa vợ, chẳng thèm hỏi han vợ một câu. Người không biết, còn tưởng anh có bồ nhì bên ngoài, nhưng Uyên vẫn tin chồng mình, anh lười biếng và vô tâm, nhưng chắc chắn không thể phản bội cô được. Lát sau, ông thông về, thấy con dâu vừa phải bế con vừa nấu nướng, còn vợ và con gái thì thản nhiên ngồi trong phòng điều hòa. Quát ẩm lên, bà nó đâu rồi, con ngọc đâu sao lại để cái uyên nó làm một mình như thế này bà hoa với ngọc nghe tiếng gọi liền hốt hoảng chạy ra ngọc sợ ông thông lắm thấy bố thì tái cả mặt đứng nép sau lưng mẹ tôi đây làm sao mà vừa về nhà đã gào ầm lên thế tôi có điếc đâu không điếc mà để con dâu vừa bế con vừa nấu cơm thế này còn hai mẹ con thì rúc rích trong đó à tôi với cái ngọc ấy phải trông thẳng minh với con mi chúng nó làm sao tự chơi một mình được Thẳng Minh với con Mi, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, có nhất thiết phải đến hai người trông không? Còn Mùn nó mới được 2 tuổi kìa, mà mẹ nó phải vừa bế vừa nấu cơm, bà xem thế mà được à? Nó đẻ được ấy, thì phải trông được, mà có mỗi một đứa, ngày xưa tôi phải một nách hai đứa, chờ ông đi làm về đấy. Thế con gái bà cũng đẻ được, thế sao không tự trông đi? Tuần nào cũng sang ăn rồi nằm, đùn đẩy hết việc cho người khác, chẳng đỡ đần chị được cái gì. Ông bị làm sao đấy? còn đấy nó cho ông ăn bùa mê gì mà ông cứ bênh nó hết lần này đến lần khác vậy cái chuyện như thế mà bà cũng nghĩ ra được à tôi không nói chuyện với bà nữa rồi ông quay sang con dâu uyên đưa cái mùn đây cho bố bế cho còn con ngọc ra mà làm giúp chị đi ngọc nghe bố nhắc đến tên mình thì nhăn nhó kéo kéo tay mẹ như tìm kiếm đồng minh bà hoa thấy vậy thì cũng nắm tay con gái như khẳng định có mẹ đây rồi không việc gì phải làm Ông Thông nhìn hai mẹ con bên nhau, chán chẳng buồn nói nữa, bế Mun đi ra sau nhà. Cơm nước xong xuôi, Uyên đi lên kéo quần áo ra sân cho có nắng. Ngọc với mẹ chồng ở trong phòng, ngay mùi thức ăn chín thì hí hửng ra ngồi sẵn vào bàn. Nhìn mâm tôm cua thơm phức còn bốc khói nghi ngút, bụng Ngọc sôi lên ủng ục. Chẳng thèm đợi ai, Ngọc cứ thế xà vào bóc ăn. Bà Hoa thấy vậy thì ngăn lại. Còn đợi bố mày với con Uyên nữa Không lát ấy, bố mày chửi chết đấy Hải sản phải ăn nóng chứ mẹ Đợi bố con với con Uyên thì đến bao giờ Nếu có nói thì bảo là bọn trẻ con đói rồi Chúng nó đòi ăn Bà Hoa ngần ngừ một lát Rồi cũng ẩm ừ theo con gái Hai mẹ con với hai đứa cháu Đánh chén một lúc thì xong mâm cơm Bà Hoa nhìn mâm hải sản Chỉ còn lại ít tôm nhỏ mới hốt hoảng Chết rồi, ăn hết rồi Lát bố mày không có gì ăn Bố mày chẳng chửi cho Ngọc thản nhiên mút mút ngón tay rồi nói Không sao đâu mẹ, có gì kêu con Uyên nấu món khác cho bố Cứ coi như là các cháu lâu ngày được bữa hải sản ngon Chẳng lẽ bố lại tiếc với cháu ngoại Ừ, ờ, thôi đành nói thế Nhưng mà lần sau mày liệu đấy Như thế nữa tao không có đường nào mà bênh đâu Vâng ạ Nói xong, hai mẹ con bà Hoa dắt cháu đi rửa tay Rồi lại chui tọt vào trong phòng Ông Thông lúc này đang bế muôn xem cái bể cá cảnh phía sau Còn Uyên vì cái giá quần áo hơi nặng nên kéo mãi mới ra, lại thấy cái sân bẩn nên quét qua một chút, bây giờ mới xuống được. Xuống nhìn mâm hải sản cô vừa nấu còn úp lồng bàn cho nguội bớt để cả nhà cùng ăn, bây giờ đã trở thành đống vỏ, Uyên hốt hoảng, ơ bố ơi mẹ ơi, nhà mình sao thế này ạ? À? Nghe tiếng gọi, ông Thông liền chạy vào, thấy mâm hải sản toàn vỏ, chỉ còn ít tôm bé xíu, ông dường như ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì, gọi lớn tiếng, bà Hoa, con Ngọc đâu? bà hoa nghe chồng gọi mới lục tục đi ra còn ngọc thì trốn tiệt trong phòng vợ ôm hai đứa con thấy mâm vỏ chưa dọn bà có chút hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh có chuyện gì mà ông gọi réo lên thế có chuyện gì à cái mâm vỏ này là thế nào đây thì thằng minh với cái mi nó đói chẳng lẽ ông không cho các cháu nó ăn hai đứa nó ăn hết được cả mâm này à bà tưởng tôi là trẻ con à mà nói thế tôi cũng tin thế bây giờ cháu nó tuổi ăn tuổi lớn nó ăn nhiều một chút thì có làm sao, ông tiếc với các cháu à? Hai cháu nó, hay một cháu gần 60 tuổi đầu với một cháu hai con, bà đừng tưởng tôi không biết gì, gọi con Ngọc ra đây. Ông làm sao thế? Cứ cho là tôi với cái Ngọc ăn đi thì đã làm sao? Mẹ con tôi không có quyền ăn uống trong cái nhà này à? Thế là bà nhận rồi chứ gì? Hai mẹ con bà là người lớn, ăn rồi lại đổ cho trẻ con, lại còn ăn không nhìn đến ai, nấu thì không nấu, đến lúc ăn thì ăn sạch, thế tôi với cái Uyên ăn cái gì đây hả? bà hoa bị chồng nói đuối lý nhưng vẫn không có vẻ gì nhượng bộ vênh mặt lên ông bảo cái uyên nấu gì khác ăn đi có bữa cơm thôi cô có nấu được không uyên đứng bên nhìn không dám trả lời nhưng thấy cái chừng mắt của mẹ chồng cô bất giác cúi đầu xuống bà hoa thấy thế thì lườm cô cháy mắt rồi quay sang nói với ông thông có thế thôi mà cũng loạn lên bà cứ thế này bảo sao con ngọc là hư hỏng nhưng bà hoa chẳng thèm nghe ông thông nói nữa ngúng ngoẩy đi vào Trước khi đi còn không quên lườm Uyên đang đứng đó Uyên và bố chồng nhìn nhau Quá bất lực với cái kiểu sống của mẹ chồng và em chồng Chiều tối đến giờ cơm Nhưng vẫn không thấy Ngọc ló mặt ra Có vẻ như chuyện lúc trưa bị ông Thông nói Nên biết sợ rồi Chuẩn bị đến giờ nấu cơm Nhưng vẫn chưa thấy ý kiến đòi ăn gì như mọi khi nhưng mà có lẽ lại nhanh thôi ngọc lại đòi chị dâu mua này mua kia ăn chứ chẳng bao giờ chừa đâu uyên biết thừa vì cô đã trải qua chuyện này không ít lần rồi quả nhiên tối ấy ngọc không hỏi chuyện cơm nước mà kêu đi có việc lên đồ sành điệu lắm còn xịt nước hoa rồi gửi hai đứa con chạy xe đi đâu đó uyên thắc mắc lắm cô biết ngọc có đi làm nhưng với cái việc văn phòng lương chẳng bao nhiêu đó nuôi hai đứa con còn chẳng đủ lấy đâu tiền cho ngọc quần áo váy vóc như vậy tối ấy cô hỏi chồng anh này cô ngọc cô ấy cứ đi chơi rồi ăn uống như thế lấy tiền đâu mà ăn tiêu rồi nuôi con nhỉ bảo đang ngồi chơi game thấy vợ hỏi thì trả lời cho có cũng chẳng biết mà em thắc mắc làm gì kệ cô ấy vâng em chỉ tò mò thôi tại cô ấy tuần nào cũng sang đây ăn uống có khi nào đưa em tiền mua đồ ăn đâu mẹ thì bảo cô ấy nuôi con một mình khó khăn nên đừng tính toán nhưng mà cô ấy lại cứ có tiền mua quần áo giày dép rồi tóc tai nên em mới thấy lạ thôi ạ thôi kệ cô ấy em cứ lo chuyện nhà em là được rồi bảo nói giọng như cố lấp liếm điều gì nhưng uyên lại chẳng hề nhận ra cô lại tiếp tục công việc thường ngày rồi mới đi ngủ uyên ngủ được một giấc đang thiêu thiêu thì có tiếng chuông điện thoại là ngọc gọi ra mở cổng cái khẽ thôi không bố dậy là lại loạn nhà nên đấy giọng em chồng lè nhè trong điện thoại khiến uyên nhăn mặt lần nào cũng thế ngọc cứ đi chơi là lại về khuya không những uống rượu đến say mềm còn gọi cô xuống mở cổng vì sợ bố chồng biết sẽ trách mắng cô giống như ô sin trong nhà mà ai cũng sai được vậy uyên rụi rụi đôi mắt cay xè xuống mở cổng cho ngọc ngọc chẳng thèm nói với cô câu nào thản nhiên quẳng chiếc xe đó rồi loạn choạng đi vào nhà. Chẳng lẽ Uyên lại đi đôi co với người say, nên lại lầm lũi dắt xe vào rồi khóa cổng. Bảo vẫn ngủ như chẳng liên quan đến mình, Uyên nhìn thấy mà bất giác thở dài. Ba năm làm dâu, cô sống như một ô xin thực thụ. Việc nhà từ trên xuống dưới một mình cô lo hết. May chăng chỉ từ khi có con thì bố chồng đỡ đần đón cháu, trông cháu cho cô nấu cơm, làm việc nhà. Còn mẹ chồng với chồng thì tuyệt nhiên không, cứ như chẳng phải là chuyện của họ vậy. Không những thế, tuần nào cô em chồng đã ly hôn cũng dắt hai đứa con sang cho cô hầu hạ, còn đòi hỏi ăn uống đủ thứ mà chẳng bao giờ ngỏ ý giúp chị làm cái này cái kia, dù là việc nhỏ như nhặt rau rửa bát. Không những vậy, mẹ chồng nói cô đi làm lương cao, chồng cô lương ít, bà cầm hết tiền lương của chồng rồi bắt cô lo tiền nong từ A đến Z trong nhà. Từ việc bé như mua cái tăm sợi chỉ đến tiền ăn uống, điện nước quần áo, thậm chí ma chay cưới hỏi trong xóm, mẹ chồng cũng nhất định không chịu bỏ một đồng, chỉ nhăm nhăm lấy tiền của con dâu. Từ ngày lấy chồng đến giờ, cô chưa từng được chồng mua cho có gì, còn phải bỏ tiền ra mua sắm thêm cho anh, nói thì chồng và mẹ chồng đều đồng thanh cho là tiền lương của anh để tích cóp làm việc lớn uyên cũng chẳng hiểu việc lớn là việc gì trong khi nhà cửa xe cộ đã đủ cả cứ cho là lúc ốm đau thì ông bà cũng đã có lương hưu bình thường chẳng tiêu đến thì lúc ấy lấy ra dùng là được rồi hai vợ chồng cô còn trẻ cũng nên có một khoản dự phòng riêng chứ nhưng nói thế nào thì mẹ chồng cũng nhất quyết giữ số tiền ấy hàng tháng bà tính từng ngày đến lúc bảo lấy lương để rút của con trai không cho con dâu kịp hỏi số tiền ấy luôn nhiều lúc cô tự cảm thấy tuổi thân vô cùng ba năm làm dâu mà như làm ô xin không công lại còn bỏ tiền lương của mình ra để nuôi cả nhà cô còn chẳng bằng một người giúp việc hôm đó là cuối tuần linh cô bạn thân thời đại học đột nhiên gọi điện cho cô, hẹn cô đi cà phê. Uyên mới nhận ra lâu lắm rồi, cô cứ quay cuồng trong công việc, rồi gia đình, chẳng có lúc nào dành ra thời gian cho bản thân. Thôi thì lần hẹn này coi như đi thư giãn chút, nghĩ thế nên từ sớm Uyên đã làm hết việc nhà, bảo thì vẫn cứ hở ra là đi. Uyên gửi con cho bố chồng trông hộ, rồi mới thay đồ trang điểm đi. Ra đến cổng, mẹ chồng thấy cô ăn mặc váy vóc thì lườm nguyết, ghê nhỉ, hôm nay đi đâu mà súng xính phấn son cơ chẳng biết là đi chơi với bạn gái hay là bạn trai nữa con đi gặp cái linh bạn thời đại học của con mà mẹ lâu lắm rồi chúng con mới gặp nhau chứ có trai gái gì đâu mà ờ thì tôi cứ nói thế ai biết được ma ăn cỗ lúc nào đi nhanh về mà nấu cơm trưa lát nữa cái ngọc lại sang đấy vâng ạ à. uyên chẳng buồn đáp nữa cô lên xe đi thẳng mẹ chồng cô thật sự coi cô như ô xin dù đi đâu cũng dặn về sớm nấu cơm cho cả nhà rồi cả con gái bà nữa trong khi đó con gái bà thì lười chảy thây tuần nào cũng sang cho mẹ trông con chị dâu hầu hạ còn bản thân chỉ biết hưởng thụ đến nơi uyên tìm rất lâu mới thấy bạn đang ngồi chờ cô một góc thấy cô linh hớn hở vẫy vẫy tay tao ở đây vừa ngồi xuống dường như uyên không nhận ra linh nữa Linh trước mặt cô bây giờ xinh đẹp, sành điệu, khuôn mặt còn chẳng khác xưa là bao. Dù đã mấy năm trôi qua, uyên bất giác chạm lên mặt mình, cái khuôn mặt mà sau khi lấy chồng, nhất là sau khi sinh con, đã xuất hiện thêm bao nhiêu là tàn nhang. Thấy cô cứ nhìn mình mãi, Linh cười. Sao thế? Mà tao có gì à? Hay không nhận ra bạn của mày nữa? Ừ, mày khác quá Linh ạ. À. Thế khác thế nào nào? Tốt hơn hay là xấu hơn? Ngày xưa mày không sinh thế này. Bây giờ nhìn mày trẻ và đẹp quá Còn tao Ôi dào Chịu khó chăm da thì được thế thôi Cũng không tốn nhiều tiền đâu Mày muốn thử không Tao giới thiệu cho Thôi Uyên lắc đầu Tao làm gì có thời gian Ơ ờ, hay cái con này Tao cũng một chồng một con như mày Sao mày lại không có thời gian Thì tao phải chăm chồng chăm con Rồi cả bố mẹ chồng Thời gian đâu mà Ờ Thế chồng mày không phụ giúp gì à Anh ấy đi làm suốt Thời gian đâu mà phụ tao Ờ hay làm gì thì cũng phải phề phụ vợ chứ đến tổng thống mỹ còn về nhà rửa bát cho vợ kìa chồng mày vẫn làm viên chức nhà nước đúng không thế thì có gì mà không có thời gian thế là mày chiều chồng quá rồi chứ chồng tao á đi làm về thấy vợ làm là phải lao vào phụ ngay không thì tao cho nhịn cơm chứ đùa uyên cười cô làm gì dám bắt chồng làm việc nhà từ khi lấy nhau bảo chẳng bao giờ động tay giúp vợ dù là rửa một tách cà phê anh vừa uống xong nhiều lúc mệt quá cô chỉ muốn nhờ anh cắm hộ nồi cơm thì mẹ chồng cũng sẽ rít lên đằng sau, nói cô không làm được thì để bà làm, chứ sao lại để đàn ông vào bếp. Mỗi lần nhớ thì chuyện đó, cô thà cố một chút cho xong, chứ chẳng muốn nghe mẹ chồng nói thêm. Dần già, bảo về nhà sớm cũng chẳng có việc gì, nên anh tan làm sẽ thường đi đá bóng, đi bia bọt với đám bạn, chứ không về nhà đúng giờ như lúc mới cưới nữa uyên nhìn cô bạn thân vui vẻ trước mặt mà thèm hai đứa cùng lấy chồng một năm cùng có con một năm nhưng cô với nó giờ khác nhau quá có lẽ phụ nữ thật sự hơn nhau ở tấm chồng còn cô ngay từ sau đám cưới cô đã thua rồi tối du con ngủ xong uyên lên giường nằm cô cứ lăn tăn nghĩ mãi về đứa bạn khi sáng nếu cô nghĩ khác liệu cuộc sống của cô có khác không Cô nhìn sang chồng, bảo vẫn đang chơi game say xưa. Cô ngập ngừng bảo chồng, anh này, từ mai anh về sớm phụ em việc nhà được không? Dạo này em thấy mình yếu đi nhiều, anh về làm được gì thì làm, còn lại em làm nốt được không? Bảo đang chơi game, nghe vợ nói vậy thì có chút bất ngờ, quay sang hỏi, em làm sao? Dạo này em cứ thấy đau mỏi lưng lắm, đứng lâu là lại đau, em sợ em cứ đứng lên ngồi xuống làm nhiều, nên cơ thể bắt đầu không ổn rồi, Ôi sao, chắc là do thay đổi thời tiết vài hôm là đỡ ấy mà. Thì vài ôm ấy, anh giúp em việc nhà đi. Em hầm à? Em không sợ mẹ nói à? Mẹ không cho anh làm ấy chứ. Đến lúc ấy, mẹ nói em đi mà nghe nhá. Uyên vờ giận dỗi, thử xem chồng thế nào. Thế anh chỉ sợ mẹ thôi à? Anh không thương em à? Em đi làm vất vả, chỉ nhờ anh phụ giúp tí việc nhà thôi. Anh cũng không muốn làm. Bảo thấy thái độ lạ lùng của vợ, mặt đần ra nhìn cô. Hôm nay em sao đấy? Tự dưng kêu anh làm việc nhà. Anh có biết làm gì đâu. Em còn vô lý thế nữa. Anh mặc kệ em đấy. Nói rồi, Bảo hậm hực quay mặt vào tường. Uyên thấy thế thì bực không chịu được. Cô làm quần quật bao năm. Bây giờ chỉ nhờ một chút mà chồng dãy lên nhiệm địa phải vôi. Chẳng biết anh có còn coi cô là vợ không nữa. Cô định quay sang nói cho chồng một trận. Ai ngờ Bảo đã gáy khò từ bao giờ. Những ngày sau đó, Uyên vẫn đi làm bình thường vẫn vội vã len lỏi qua những con đường tắc nghẹt nóng nực để chạy về nấu cơm cho cả nhà và cả cô em chồng nhàn rỗi, lười biếng lại muốn ăn ngon, không muốn bỏ tiền. Cho đến một ngày, hôm đó lại là cuối tuần, Uyên phải trực nên vẫn đi làm. Sáng, xách túi ra tới cổng thì cô thấy Ngọc đã xách hai đứa con sang. Thấy cô ăn mặc như sắp ra ngoài, Ngọc nhăn nhó. Chị đi đâu giờ này? Không ở nhà nấu cơm à? Chị đi trực, hôm nay có lịch trực của chị mà. Nghe vậy Ngọc bĩu môi Tuần nào cũng viện lý do trực Đi ba bốn buổi Chẳng biết bố mẹ lấy chị về làm dâu hay hầu hạ thêm nữa Cô nói gì vậy Ngọc Đi trực là công việc của tôi Tôi đi trực tôi cũng lo chu toàn việc nhà mới đi Chứ không phải là bỏ bể đó cho bố mẹ làm đâu Ừ ai biết ma ăn cỗ lúc nào Ngọc nói rồi quay mông đi vào trong Uyên thực sự muốn nói cho ra lẽ Mà lúc đó sắp muộn rồi Cô đành phải nín nhịn đến khi ra trực sẽ nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Đây không phải lần đầu Ngọc hay mẹ chồng xỉa sói về công việc của cô. Ai mà chẳng biết làm bác sĩ thì phải trực ở bệnh viện. Nhiều khi thứ bảy, chủ nhật rồi lễ Tết vẫn phải đi trực. Nhưng dù vậy, rất nhiều gia đình muốn có con dâu con rể làm bác sĩ để đỡ đần chăm sóc. Thế mà mẹ chồng và em chồng cô lại cứ xem đó như cái gai trong mắt. Lúc nào cũng chỉ mong cô bỏ việc mặt khác lại cứ liên tục vòi tiền từ cô hết cái này đến cái kia, thử hỏi nếu cô nghỉ việc ở đây liệu có tìm được chỗ nào tốt hơn với cùng một mức lương để chịu được cái thói tiêu pha hoang toàn của họ không cứ chứ? Sáng hôm sau, uyên ra trực về nhà như bình thường, cô ghé qua bà ngoại đón muôn về. Cô trực nên gửi con về ngoại, chứ mẹ chồng cô thì nhất định không chịu chăm cháu, kêu già rồi không có sức. Còn bố chồng cô lại là đàn ông, có nhiều việc không thể làm được, chỉ trông hộ cô một lúc một nhát, chứ không trông thay cả ngày được. Vì lẽ đó, cô đi trực chỉ có thể gửi con về ngoại. Cô sợ trời nắng, đi đường môn lại ốm nên cố gắng về sớm hơn mọi ngày, thành ra về đến nhà mới có hơn 8 giờ sáng, chứ bình thường thì phải tầm 9 giờ rưỡi cô mới có mặt ở nhà. Cả nhà vẫn yên ắng, hình như chưa ai ngủ dậy. Cô bế con lên phòng, Mun chưa ngủ đủ giấc, nên vẫn lim dim bảo không biết đã đi đâu uyên thấy lạ lắm chăn gối còn gấp nguyên gọn gàng như hôm qua cô đi làm cứ như đêm qua bảo không hề về ngủ chẳng lẽ chồng cô lại biết gấp chăn gối khi ngủ dậy sao cô thắc mắc lắm nhưng cô lại sợ lỡ như mình nghi hơi quá nên cô du con ngủ trước rồi tính tiếp được một lát có tiếng xe dưới nhà uyên nghe thì giống tiếng xe của chồng rồi tiếng anh đi vào nhà lên cầu thang nhưng chờ mãi chẳng thấy chồng mở cửa phòng uyên thắc mắc không biết anh làm gì ngoài đó mà lâu thế thấy môn cũng đã ngủ cô đi ra định xem chồng đâu thì loáng thoáng nghe được tiếng thì thầm của bảo và ngọc ngọc nhõng nhẽo cho em vài triệu đi em hết tiền tiêu rồi cô cũng đi làm cơ mà tiền đâu hết hả ờ em phải nuôi hai con với lại làm gì lương được nhiều như con vợ của anh lương của nó phải gấp mấy lần anh ấy mình với mì không phải bố chúng nó vẫn gửi tiền hàng tháng à? Lương ít thì cô liệu mà tiêu chứ. Mà chị Uyên cũng bắt đầu khó chịu vì cái thói ăn trực lại còn đòi ăn sang của cô rồi nhá. Cô liệu mà làm, đừng để đến lúc chị cáu lên thì tôi cũng không bênh đâu. <laughs> anh tôi hôm nay lại có vẻ sợ vợ thế nhỉ? Sợ gì? Nhìn nhau mà sống thôi. À thế à? Thế để em kể cho con vợ anh nghe về chị Trang chủ tiệm nai ở đường Biên Lang. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Mày nói cho đúng, không đến tay Uyên là loạn nhà lên đấy. <laughs> anh trai em biết sợ rồi à thôi không phải giấu em biết hết rồi em cũng ưng chị đó hơn chứ cái con vợ anh ấy mà đi làm được vài đồng thì vênh lên suốt ngày chỉ giỏi hớt lẻo với bố thôi đừng có nói linh tinh thôi giấu em làm gì em sẽ ủng hộ anh đến với chị trang nhưng mà từ giờ đến lúc đó em cũng cần tiền tiêu chứ tay uyên như ủ đi cô không thể nghe tiếp được nữa vậy là những nghi ngờ của cô thời gian qua là đúng bảo thực sự đã có người khác bên ngoài uyên dường như không đứng vững được nữa cô phải vào nhà vệ sinh để khóc cô lúc này hoang mang quá người chồng cô bấy lâu tin tưởng đầu ấp tay gối còn vì cả nhà anh ta mà vất vả vậy mà anh ta lại phản bội cô uyên khóc chán chê mới ra cô lau mặt cố tươi tỉnh để chồng không nhận ra trước khi nghĩ ra cách giải quyết cô sẽ làm như chưa từng nghe thấy những chuyện vừa rồi cũng may bảo về cái là lăn ra ngủ chẳng thèm hỏi cô một câu đêm hôm ấy cô không ngủ được nhìn chồng con đang ngủ ngon cô không biết phải làm sao cô tự hỏi bản thân đã hy sinh cho chồng cho nhà chồng nhiều đến thế vậy mà cô chỉ xứng đáng nhận lại những điều này thôi ư cô cảm thấy không cam tâm ngày xưa cô là cô gái hoạt bát đáng yêu thế nào từ khi lấy chồng, cô trở thành bà nội trợ chính hiệu, mẹ bỉm sữa, đầu tắt mặt tối cả ngày. Đến khuya mới được nghỉ ngơi, không những thế, cô còn phải chiều cả em chồng lười biếng, lại hay đòi hỏi. Thế mà từ mẹ chồng, em chồng, rồi bây giờ đến cả chồng, cũng đều coi cô là một ô xin để lợi dụng tiền bạc, sức lực, thanh xuân. Cô không chấp nhận nổi, cô cũng không cam tâm. Cô sẽ phải thay đổi tất cả những điều này, đòi lại công bằng cho cô và cả con gái cô ngày hôm sau uyên đi làm mà cứ suy nghĩ mãi đến mức chị làm cùng nhận ra sự im lặng của cô mới đến hỏi chuyện uyên em sao thế dạ em không sao ạ cả tuần đi làm rồi có cái cuối tuần được ôm con thì lại phải đi trực nên hơi chán thôi ạ uyên không dám nói thật vì suy cho cùng cô vẫn muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp của bố trong mắt của moon và quan trọng là chuyện lộ ra cũng chẳng hay ho gì chị đồng nghiệp nhìn cô ngờ vực thật không mọi khi cũng trực cuối tuần em có thế này đâu nói thật đi xem nào không có gì thật mà chị chị đồng nghiệp nhìn cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói ừ ờ, tùy em nhưng mà chị nói thật cho dù có chuyện gì thì cũng nên tìm cách giải quyết sớm chứ cứ để vậy mệt mình chẳng làm ăn được gì còn khổ hơn dạ vâng ạ uyên cố nặn ra nụ cười chị đồng nghiệp đi rồi cô mới nhận ra chị ấy nói đúng quá. Dù chỉ là một câu nói vu vơ, thế nhưng lại đánh trúng tâm lý của cô. Có lẽ chị ấy cũng đã từng trải, nên nhìn qua là biết rồi. Những điều chị ấy nói làm uyên hiểu, cô phải hành động, chứ cứ ngồi nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Tan làm, cô nhanh nhanh chóng chóng đi về, nhưng không về nhà mà chạy qua đường biên lang như cô em chồng đã nói Cô muốn biết người đó là ai, dù gì biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô biết có thể cô sẽ không gặp được hai người họ, nhưng cô nghĩ nếu người đó làm lai, chẳng phải có một tiệm cố định, không thấy người thì tìm tiệm cũng được, sẽ có lúc nào đó gặp được người. Uyên hơi lo, vì đường biên lang khá dài, nếu cứ tìm bằng chút thông tin ít ỏi đó thì có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng trời không phụ lòng người, chỉ mới đi vòng vòng một lát, cô thấy xe của chồng đậu trước một tiệm nai khá xinh xắn, tên Trang Hy. Bằng trực giác và logic bình thường, Uyên chắc đến 90% người đó của chồng làm ở tiệm này. Uyên không dám vào, cô đứng ở ngoài ngó nghiêng, thấy chồng mình đang ở trong đó, quét nhà, xếp đồ, nhìn chăm chỉ, cứ như làm việc nhà mình, khác hẳn với cái sáng vẻ lười biếng lúc ở nhà. Uyên cười chua xót Bảo thà đến làm chân quét dọn cho một chủ tiệm nai, mặc kệ nhà cửa vợ con đàng hoàng ở nhà. Nhìn sang người làm nai cho khách đó, cô phải công nhận người ta xinh đẹp, dáng ngon hơn hẳn mẹ bìm sữa một con như cô. Trong hai người ở trong tiệm, ai mà chẳng nghĩ đó là vợ chồng hoặc người yêu, có khi còn ghen tị vì cô chủ tiệm nai có anh chồng chịu khó, tan làm về là đến tiệm phụ vợ quét dọn rồi xếp đồ. Uyên chạy xe về mà đầu óc như trên mây. Mẹ chồng thấy cô đến tối mịt mới về, chẳng hỏi cô làm sao đã lao vào mắng xối xả. "Cô làm cái gì đến giờ này mới về hả? Tối rồi mà cơm nước chưa có gì, cô định để bố mẹ chồng cô chết đói đấy à?" Uyên không quan tâm lắm, thản nhiên lấy đồ vào nhà. "Hôm nay con hơi nhiều việc, để con cắm cơm rồi mua cái gì ăn." "Việc gì? Cô thì có việc gì? Lúc nào cũng việc, công việc công việc, có mà trốn việc ở nhà nên mới thế." Bỏ việc mà về chăm chồng con đi." Uyên chẳng buồn nói lại, cô đi thẳng lên nhà, mặc cho mẹ chồng tiếp tục nói oang oang ở sân. Tối, Bảo vẫn về đúng giờ cơm như mọi khi, nhưng anh chẳng nhận ra thái độ kỳ lạ của vợ, có lẽ trong mắt anh chẳng còn nhìn thấy cô, nên dù cô thế nào, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Uyên nhìn chồng ăn cơm, rồi lên phòng chơi game, như không có chuyện gì xảy ra tự dưng cảm giác bị lừa dối lại trào lên trong cô, khiến quyết tâm trả thù của cô lại càng thêm nung nấu. Uyên quyết định bỏ tiền thuê thám tử tìm hiểu thêm về Trang, chủ tiệm Nai và cũng là người đó của chồng cô. Đó là một người phụ nữ đã một đời chồng nhưng còn rất trẻ, kém chồng cô tới 7 tuổi, chưa có con. Cô ta xinh xắn, khéo tay, làm nghề dịch vụ nên khá biết cách chiều chuộng bảo Cô ta biết Bảo đã có vợ rồi, nhưng vẫn cố tình dụ dỗ và khiến Bảo mê mẩn mình, hòng tìm cách đẩy Uyên ra khỏi nhà. Duy có một điều mà cô ta vẫn luôn giấu Bảo, đó là cô ta vẫn còn qua lại với lão chồng cũ. Mặc dù lão chồng đó đã có vợ mới, thỉnh thoảng hai người vẫn hẹn đi khách sạn rồi lại vui vẻ ra về với cuộc sống riêng. Nhìn gã đó khá giang hồ, xăm trổ đầy người, khá dữ dằn. Không biết lão có biết về mối quan hệ của cô ta và chồng cô không? Nhưng Uyên chắc chắn, nếu bảo biết về những cuộc hẹn của cô bồ với chồng cũ, có lẽ sẽ chẳng chịu được mất. Nắm được thông tin của tình địch rồi, Uyên bắt đầu lên kế hoạch hành động. Tối đó, khi đã xong việc nhà, cô lên thủ thỉ với bảo, anh này, dạo này các chị trên khoa em, chê móng tay em xấu quá, hay em đi làm nhá. Ừ tùy em Bảo vẫn cắm mặt vào game trả lời vợ cho có Em thấy mấy chị giới thiệu Một tiệm nai làm đẹp lắm Mai là cuối tuần hay là anh chở em đi nhá Thôi em tự đi đi Anh đến mấy chỗ đó làm gì Với lại mai anh có việc rồi Em tự đi đi nhá Thế anh không đi thật à Ừ em đi đi Uyên nghe mà trong lòng muốn khinh bỉ Bận gì chứ Bận đến với bồ thì có được rồi, đã thế thì cô sẽ khiến hai người phải khó xử với cô. Hôm sau, chờ chồng ra khỏi nhà, Uyên gửi con sang nhà ngoại rồi chạy ra tiệm Nai đó. Quả nhiên, xe của Bảo đã yên vị ở đó. Có lẽ mới sáng nên tiệm hơi vắng, vậy càng dễ cho cô hành động. Dựng xe ngoài vỉa hè, ngay cạnh xe của chồng, Uyên vờ như không nhìn thấy, đi thẳng vào trong. Có tiếng phụ nữ nhanh nhỏ nói, Chào chị ạ hôm nay chị muốn làm gì ạ à? bảo lúc này hình như vừa mới qua còn đang lui cui lấy chổi và khăn lau uyên bình thản lên tiếng ờ cho chị làm bộ móng mới chứ bộ cũ xấu quá rồi ngay giọng nói quen thuộc bảo ngẩng đầu lên nhìn anh dường như á khẩu khi thấy vợ mình đang đứng đó cô chủ hình như không biết mặt uyên vẫn vui vẻ nói mời chị ngồi đây ạ à, em xin phép tư vấn các mẫu móng mới cho chị xem ừ uyên vờ như không thấy chồng đang đứng đó cô tỉnh bơ ngồi xuống trang lấy mẫu ra cho cô xem cô ta vẫn chưa nhận ra sự bất thường của anh chồng hờ nhiệt tình tư vấn đây mẫu lại đẹp này chị nhiều chị cũng thích mẫu này cả mẫu này nữa uyên làm như chăm chú nghe nhưng mắt thì không quên liếc sang chồng xem anh có thái độ thế nào bảo như kẻ ăn vụng bị bắt tại trận đứng run rẩy một góc không dám nói gì cô khinh bỉ nhìn người chồng ở nhà được vợ chăm sướng như ông Hoàng lại chạy đến đây làm cu ly cho chủ tiệm nail Cảm thấy thật nực cười, cô nói, em có mẫu nào mà chồng nhìn thấy thì sợ không dám ra ngoại tình không? Chị muốn làm một bộ móng mà cào một cái, cả chồng lẫn bồ đều phải khiếp vía ấy. Trang hơi bất ngờ trước câu hỏi của Uyên, mặc dù chưa hiểu gì nhưng cô ta vẫn gượng cười, ờ chắc là bộ đấy hơi khó đấy chị uyên nhếch mép cười khẩy rồi cô cầm túi đứng dậy ờ em không làm được đâu cái này chị sợ cả đời em cũng không làm được ơ ờ, chị uyên không để trang nói thêm câu nào cô thẳng chân lấy xe về về đến nhà mẹ chồng và ngọc đang ngồi chễm chệ ăn vịt quay hai đứa minh mi thì tự chơi dưới sàn nhà thấy cô về bà hoa đang gặm dở cái chân vịt thì vội vã như bị bắt quả tang rồi lại nói to như cố lấp liếm cô đi đâu mà giờ mới về hả lúc sáng tôi đã cho cô đi chưa ngọc ngồi bên cạnh bắt đầu bơm con dâu mẹ bây giờ ghê rồi đi đâu cần gì xin phép ai thích là đi thôi uyên không nói gì đi thẳng lên cầu thang nhưng mẹ chồng vẫn chưa thôi à tôi nói cô không thèm nghe thế à cô có coi bà già này là mẹ chồng không thằng bảo đâu rồi tôi phải gọi thằng bảo về để xem vợ nó mất dạy thế nào với tôi đây nói rồi bà láo liên nhìn xung quanh tìm điện thoại lúc này ngoài sân có tiếng xe máy chạy vào là xe của bảo bà hoa thấy thế thì dối rít lao ra mách tội con dâu với con trai à bảo đây rồi anh về đây rồi mày về mà xem con vợ mày hỗn lao với tôi đây này bảo tắt máy rồi vào nhà trái với vẻ hùng hổ của mẹ chồng anh lầm lũi đúng với dáng vẻ của một gã tội đồ đang chuẩn bị đi xin sự tha thứ Uyên nhìn cái bộ dạng hèn hạ của chồng một lượt, rồi không thèm nói gì thêm, đi thẳng lên phòng, chốt cửa lại. Dưới nhà vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của mẹ chồng. Bảo theo lên ngay sau đó, đập cửa rầm rầm, Uyên mở cửa cho anh, chuyện không như em nghĩ đâu, mở cửa cho anh. Cô không thèm đáp, bình thản lấy điện thoại nhắn một tin cho Bảo, em cần suy nghĩ, khi nào bình tĩnh chúng ta nói chuyện. Nhận được tin nhắn, Bảo cũng thôi không đập cửa nữa, lầm lũi đi xuống nhà cô chưa bao giờ nghĩ càng chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày nào đó phải đi dằn mặt chồng cùng với bồ của anh mà cô bồ ấy xứng đáng gì cho cam chứ cũng là một kẻ lăng loàn chắc nết cướp một người chồng đã có vợ rồi lại ngoại tình với chính chồng cũ đã lấy vợ mới của mình xã hội bây giờ đảo điên quá Uyên nằm trên giường mà như kẻ mất hồn, cô đã nghĩ rất nhiều rằng cô nên cho chồng một cơ hội sửa sai, cô nên giữ cha cho con mình không. Cuối cùng, cô nhận ra mình vẫn yêu chồng, cô vẫn có thể làm lại một gia đình hạnh phúc nếu biết tha thứ. Thế nên hôm nay, cô chỉ nhẹ nhàng dằn cho chồng thấy cô đã biết tất cả mà không làm um lên. Cô biết giá trị của mình ở đâu, dù thế nào, thì làm loạn cũng không giải quyết được gì cả, mục đích của cô là dằn cho chồng sợ và tìm đường quay về chứ không phải tung hê tất cả rồi chặt luôn con đường làm lại của cả cô và chồng. Nằm một lát, Uyên Thu dọn mấy bộ đồ của mình và của con cho vào túi rồi xách xuống nhà. Bảo vẫn đang ngồi thử dưới nhà, mẹ chồng và Ngọc ở bên cạnh liên tục bơm vào đầu anh những suy nghĩ cầm quyền. Anh việc gì phải sợ nó? đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường mà anh đã đòi lấy vợ hai đâu chỉ mới qua lại chút chứ mấy thế mà nó nó làm như trời long đất lở đi về còn không thèm chào mẹ chồng một câu đúng rồi đấy anh đẹp trai ngời ngời như thế này còn là công chức nhà nước khối người mơ anh có gì mà phải sợ con vợ già đấy chồng mới ra ngoài say nắng một tí không biết đường kéo chồng về thì thôi còn bày đặt dằn dội làm như bà hoàng ấy bảo nghe một hồi thì muốn nổ đầu anh còn đang ngổn ngang với bao suy nghĩ xung quanh mà mẹ với em gái cứ ngồi bên cạnh làm nhảm khiến anh chỉ muốn phát điên. Uyên từ trên phòng đi xuống, thấy hết những cảnh đó, cô không thèm quan tâm bước xuống nói, con qua nhà mẹ con chơi mấy hôm, Mun ở bên đó với con luôn, con chào mẹ. Nói rồi cô đi thẳng ra cửa, thấy vậy bảo lúc này mới thật sự hốt hoảng, vội chạy ra níu tay vợ. Uyên, em sang bên đó làm gì? Nhà em ở đây cơ mà, anh chở em sang đón muôn về nhá. Không cần, tôi sang bên đó cho nhẹ đầu, ở đây tôi phát điên mất. Muốn đi thì cứ đi cho nó đi đi, làm sao mà phải giữ. Mẹ chồng đứng bên kia nói vọng sang, còn không quên khoanh tay lườm cô một cái. Nhưng Ngọc lại nhận ra điều gì, vội thì thào với mẹ chồng. Ơ mẹ, nó đi rồi ai nấu cơm, mẹ nấu nhá. Ờ nhỉ, thì mày nấu cho mẹ, có bữa cơm chứ có gì đâu. Mẹ thừa biết con không biết làm mà, con chỉ biết ăn thôi bà hoa nhăn nhó trước những lời của con gái nhưng không thể mất mặt trước mặt con dâu được bà vẫn đanh thép nói cứ cho nó đi để xem đi được bao lâu nếu bố mẹ nó mà không dạy nó biết đường về thế thì cứ để nó bên đấy cho họ dạy thêm uyên cười khẩy chẳng buồn tiếp lời quay sang bảo anh nên ở lại với suy nghĩ cho kỹ rằng bản thân nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay là chấm dứt để đường hoàng đến với cô gái đó tôi không ép khi nào nghĩ xong thì gọi cho tôi Uyên rút từ trong túi ra, sắp ảnh cô bồ của Bảo đi vào khách sạn với ông chồng cũ, còn tình tứ ôm nhau cười tít mắt, rồi thẳng tay gạt Bảo sang một bên, đi ra lấy xe. Cô đã cho Bảo cơ hội cuối cùng này, nếu anh còn không biết nắm bắt, vậy thì cô cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Nhưng cô nghĩ với sắp ảnh đó, nhìn thái độ của anh, có thể chắc rằng chỉ vài ngày thôi là Bảo sẽ phải sang xin lỗi và đón cô về quả nhiên đúng như cô tính toán hai ngày sau anh sang nhà còn đem theo rất nhiều quà tặng bố mẹ vợ uyên vẫn chưa nói chuyện bảo ngoại tình với bố mẹ đẻ cô sợ họ sẽ lo lắng cô muốn giải quyết tất cả giống như một cơn say thoáng qua của chồng mọi thứ sẽ làm lại từ đầu bảo trịnh trọng nói với cô anh xin lỗi là anh sai anh đã chấm dứt với cô ta anh hứa sẽ không có lần thứ hai xảy ra nữa anh nhớ nói được làm được uyên nhẹ nhàng đáp nhưng sau những gì mà cô đã cho anh thấy rằng cô biết tất cả về cô bồ của anh vậy mà anh chẳng hay biết gì những chuyện cô ta làm sau lưng anh thì thật sự cô có thể làm hơn thế chỉ là cô vẫn muốn hàn gắn nên mới làm nhẹ tay như vậy có lẽ bảo cũng hiểu nên không dám ho he gì thêm anh xin phép bố mẹ vợ rồi chở vợ con về về đến nhà mẹ chồng đã đứng khoanh tay ở cổng như chờ sẵn Nhìn thấy cô bà lại bắt đầu mỉa mai, con gái bây giờ ghê thật đấy, rõ ràng là bản thân tự bỏ đi lại cứ bắt chồng đến đón mới chịu về, chắc chỉ còn nước đội nó lên đầu nữa thôi, chứ chẳng phải vợ gì nữa. Bảo thế mẹ nói vậy, vội gạt đi. "Mẹ, mẹ nói gì thế? Vợ con đưa cháu sang ngoại chơi vài hôm, con sang đón về có gì đâu mà mẹ lại nói là bỏ đi?" Thế không phải à? "Anh ngu lắm, nó bảo sao thì nghe vậy, nó mới nói vài câu anh đã nghe răm rắp rồi cũng đến đội váy lên đầu mất thôi." Mẹ là con sai trước mà Sai cái gì mà sai Dù chồng có sai trăm nghìn lần Thì cũng phải im, phải nhịn Chứ ở đâu cái thói cứ hở ra là bỏ nhà đi thế hả Uyên không đáp Cô chào mẹ chồng lấy lệ Rồi bế con lên nhà Cô chẳng muốn đôi co với mẹ chồng lúc này Hai ngày ở bên nhà ngoại Chờ chồng sang đón Cô đã nghĩ rất kỹ Lần trở về này Cô sẽ không sống giống như trước nữa Cô sẽ không làm ô xin nữa Cô phải chỉnh lại từ chồng đến mẹ chồng, em chồng Nếu không ổn, cô sẽ ra riêng Cuộc sống làm dâu, làm vợ Mà chẳng bằng giúp việc trong nhà Cô sống 3 năm qua là quá đủ rồi Cô không muốn tiếp tục nữa Cô sẽ phải thay đổi Tối đó, cô nói với chồng Từ mai, anh tan làm ấy, thì về sớm phụ em nấu cơm nhé Em với anh cũng đi làm Cả hai cùng mệt Anh cũng cần san sẻ công việc với em nhưng mà sao, anh đi làm giúp người ta được, còn về phụ vợ thì không à? Ờ, nhưng mà anh không biết làm, từ nhỏ tới lớn anh có khi nào phải làm đâu. Không biết làm thì làm rồi sẽ biết, em cũng có phải sinh ra là biết đâu. Anh chỉ cần làm những việc vừa sức, em không bắt anh phải làm gì cầu kỳ cao cấp đâu. Bảo nhìn vợ, vì vừa xảy ra chuyện kia xong, anh đang thời kỳ làm lành mà lại từ chối vợ, thế thì kỳ quá, nên dù không muốn, anh vẫn đành phải gật đầu uyên biết rõ điều đó nên cô mới chọn thời điểm này để lập lại khuôn khổ suy cho cùng bảo ngoại tình một phần cũng do cô nếu không phải vì anh chẳng làm gì có nhiều thời gian rảnh lại không phải chăm con nên anh tất nhiên phải đi tìm thú vui do vậy uyên sẽ phải khiến anh bận một chút vừa không có thời gian suy nghĩ làm việc linh tinh vừa gắn kết thêm tình cảm vợ chồng cha con sáng hôm sau bình thường cô sẽ dậy sớm đi chợ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà vì mẹ chồng bắt cô phải ra chợ tự lựa đồ ăn cho tươi hôm nay cô đã lấy số điện thoại của chị bán bánh cuốn đầu ngõ bảo chị phần cho bốn suất đúng giờ sẽ mang vào còn đồ ăn cho bữa tối cô cũng đặt của mấy chị người quen ở chợ đến giờ họ đem vào thế là buổi sáng cô không cần tất bật dậy sớm nữa ngày đầu Mẹ chồng không nhận ra sự bất thường, vì bà thường dậy muộn, muộn hơn cả giờ đi làm của cô, nên khi dậy thấy đồ ăn sẵn, bà chẳng có ý kiến gì cả. Đến chiều, bà mới thật sự bất ngờ, khi thằng con trai quý tử, bình thường tan làm thì cũng phải la cả đâu đó đến giờ cơm mới về, thế mà hôm nay lại về đúng giờ. Thế nhưng bất ngờ chưa dừng ở đó, con dâu thì chưa về, bà lại thấy con trai tự động xuống cắm cơm, bà hoa mắt tròn mắt dẹt, bảo Hôm nay con làm sao đấy? Con uống nhầm thuốc gì à? Không, con làm sao được chứ? Thế lượng nước thế này được chưa hả mẹ? Nói rồi, bảo còn chìa ra nồi cơm đã được vo sạch sẽ, đong nước đầy đủ. Bà Hoa vội giữ cái nồi trong tay bảo lại. Bảo, con nói đi, có phải con Uyên nó bắt con làm những việc này không? Nó đe dọa con cái gì phải không? Không mà mẹ, cái này là con tự nguyện làm để giúp vợ con. Mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ không nói thì thôi vậy, con lên mạng xem cũng được nói xong bảo lấy lại nồi cơm rồi đi ra một góc tự mở điện thoại ra xem sau đó lại thêm thêm bớt bớt nước và bỏ vào đế điện xong đâu đấy anh lại mở tủ lạnh ra xem có rau gì không lôi ra một túi rau muống lại lên mạng tra cách nhặt rau bà hoa dường như không tin vào mắt mình thằng con trai quý tử của bà cứ vậy mà sau một đêm trở thành người khác như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy chợt bà à lên một tiếng nhất định là đứa con dâu ghê gớm đó của bà đã làm gì bảo rồi được một lát thì uyên về bà hoa liền lao ra cổng thấy cô còn chưa kịp để cô dựng xe bà đã mắng xối xả cái con kia mày làm gì con trai tao rồi hả mày bỏ bùa mê rút lú gì cho nó để tự dưng nó thế kia hả uyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì ngơ ngác hỏi có chuyện gì vậy mẹ con có làm gì đâu ạ à? mày vào mà xem đi xem mày làm gì con trai tao đi ôi sởi ơi, nhà tôi vô phúc vô phúc Uyên vội chạy và xem thì thấy Bảo đang ngồi nhặt rau, vừa làm vừa xem hướng dẫn trên mạng, tai đeo tai nghe, chăm chú còn hơn cả chơi game. Uyên cũng có hơi bất ngờ nhưng cô thấy mừng vì chồng đã chịu thay đổi, cô quay ra nói với mẹ chồng, có gì đâu mẹ, con thấy anh Bảo có sao đâu. Thế mà là không sao à, ta nuôi nó từ nhỏ tới lớn, không để nó làm bất cứ việc gì, thế mà mày cho nó ăn bùa ăn bả gì mà bây giờ nó lại thế. Bùa bà gì hả mẹ? Anh ấy ngày xưa là con cưng của mẹ, mẹ chiều thế nào cũng được, nhưng bây giờ anh ấy làm chồng làm cha rồi, phải biết làm, mà còn dạy con chứ, làm sao mà cứ sống làm công tử bột mãi được? <laughs> Mày còn cãi à? Mày làm thế mà được à? Con thấy con chẳng sai gì cả, hơn nữa anh ấy cũng tự nguyện làm, con có muốn ép cũng chẳng được. Đúng lúc này, ông Thông đi đón môn về, vừa bế cháu đến cổng đã nghe tiếng lao sao, làm sao mà nhà lúc nào cũng loạn đến thế? mẹ chồng thấy bố chồng về dường như tìm được đồng minh vội chạy lại níu tay mách à ông đây rồi ông về mà xem con dâu ông hành hạ con trai tôi này thằng bé từ nhỏ tới lớn có làm gì đâu bây giờ vợ nó bắt phải cắm cơm nhặt rau đây này ông thông dường như không tin vội chạy vào bếp xem quả nhiên thằng con trai công tử bột của ông đang vừa đeo tay nghe vừa nhặt rau cái sự lạ khiến ông không kìm được mà bật cười lớn ôi trời ôi tốt quá rồi Cuối cùng thì cũng có người khiến thẳng con trai tôi vào nề nếp. Bà Hoa nghe chồng nói thế thì khựng lại nhăn mày. Ông nói cái gì đấy? Ông bất ngờ quá đi nói nhầm à? Đúng, tôi bất ngờ quá. Rồi ông quay sang Uyên là con bảo nó làm à? Uyên đứng đó còn hơi hoang mang về hành động của ông Thông, chỉ bèn gật đầu. Cảm ơn con, bao năm nay bố dạy nó mà không được, cuối cùng cũng đã tìm được người có thể dạy nó. Còn bà, bao nhiêu năm nay bà dạy hư con, tôi không nói nổi. Nhưng bây giờ nó lớn rồi, nó lấy vợ có con rồi, bà không được can thiệp nữa, nếu không bà đừng có trách tôi. Nói rồi, ông Thông bế cháu vào nhà, còn khen nhà có phúc, có được con dâu tốt. Còn bà Hoa thì vẫn réo sau lưng, hai bố con ông thông đồng với nhau, bắt con trai tôi khổ quá. Cơm nước xong xuôi, Uyên đứng dậy rửa bát, dù không nói nhưng bảo liền chủ động giúp vợ tráng bát rồi dọn dẹp lại bàn bếp. Ông Thông đứng một bên bế cháu mà cười không ngậm được miệng. Trái ngược với ông, bà Hoa ở bên cạnh thì nhăn nhó không thôi, bà hết nhìn mà thương xót cho thằng con trai, lại quay ra lườm đứa con dâu đáng ghét là Uyên. Cuối tuần vì đã đặt đồ ăn sáng rồi nên Uyên quyết định sẽ ngủ nướng thêm. Mẹ chồng hàng ngày vẫn dậy giờ đó, nhưng hôm nay đột nhiên không ngủ được nên mò dậy sớm hơn. Nhà vẫn im ắng, bà tưởng Uyên đã đi chợ mua đồ ăn sáng nên ngồi ở cửa chờ. Ai ngờ người chờ được không phải là uyên mà là ai đó cứ thập thò ở cổng bà hoa tò mò đi ra xem chỉ thấy cô lan bán bún thịt nướng ở con phố bên cạnh đang cầm mấy túi bún như đi giao cho khách bà hoa liền hỏi này cô hỏi ai đấy thấy bà cô lan mừng như bắt được vàng vội xà vào à chị đây rồi cậu uyên nó đặt mấy suất bún giao đến nhà mình em còn đang ngơ ngác tìm may quá lại gặp chị chị cầm giúp em nhá nó trả tiền rồi cái uyên nó đặt á à? sao nó không mang về luôn bà Hoa cứ nghĩ là con dâu đi chợ mua rồi nhờ mang về còn thắc mắc là uyên bận gì lại nhờ người ta ship đến đây à nó đặt từ hôm kia kêu là bận không đi chợ được mà không chỉ mình em mấy hàng bánh cuốn xôi rồi rau củ quả thịt thà nó đã đặt trước cả tuần rồi đến ngày là mang tới thôi mà em thấy như vậy tiện nhá đỡ mất công đi chợ mà bọn em cũng đỡ phải ngồi nắng nôi bà Hoa nghe từng câu từng chữ mà như thêm dầu vào lửa nỗi giận trong lòng dường như chỉ trực bùng lên bà cố nín nhịn nhận mấy túi bún rồi xách đi vào nhà Uyên con Uyên đâu Uyên đang nằm ngủ trên phòng nghe tiếng gọi thì giật mình định thần lại một chút cô biết chuyện gì đến cũng nên đến rồi thế nên cô thủng thẳng đi xuống dạ mẹ gọi gì con ạ à? cô học đâu cái thói đặt đồ ngoài chợ thế hả từ ngày về làm dâu, tôi dặn cô thế nào, phải đi chợ lựa đồ ăn thì mới tươi chứ. Với lại cái gì nấu được thì nấu, không nấu được thì mới mua, bánh cuốn với xôi thì cũng thôi đi. Thế bún nấu lâu lắm à, mà cô đặt, hả? Mẹ ơi, con đi làm đã mệt lắm rồi, về nhà con làm việc nhà tới khuya, con chỉ muốn ngủ thêm một chút thôi mà. Ngủ cái gì? Ngày xưa tôi làm dâu cũng phải thức khuya dậy sớm, mà làm đồng vất vả hơn cô ngồi điều hòa bây giờ gấp trăm nghìn lần, cô kêu ca cái gì? Bố chồng đi thể dục về, nghe tiếng ồn ào, liền chạy vào. Có chuyện gì mà mới sáng đã loạn cả nhà lên thế? Để ông xem, con dâu ông bây giờ ghê lắm, đặt hết cái này đến cái kia về, chứ không thèm ra chợ tự lựa đồ nữa. Đồ đặt thì làm sao mà tươi ngon được? Nói thì nó kêu đi làm mệt, muốn ngủ thêm, đời thủa nhà ai con dâu như thế không? Bố chồng nghe xong, lại nhìn mấy túi bún trên bàn, liền hiểu ra mọi chuyện. Con nó mệt, muốn ngủ thêm, nên nghĩ cách cho đỡ khổ thôi mà. Mà nó cũng có bỏ bê để cả nhà đói đâu Bà khắt khe vừa thôi Thời đại bây giờ khác rồi, phiên phiến đi À, ông lại bênh nó Cả ông với thằng Bảo ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó Mà bênh chằm chặp thế Bà, bà nói linh tinh gì đấy hả Tôi nói sai à Thế là bố mẹ chồng lại đứng đó cãi vã Uyên chẳng buồn nghe nữa Cô vẫn chưa ngủ đã Thế là lùi nhanh lên phòng Đến trưa, Ngọc lại dẫn con qua, lại tiếp tục quen thói vòi ăn, đòi ăn lẩu diêu cua bắp bò, bảo Uyên đi chợ nấu. Uyên đáp, đồ ăn nhà mình trong tủ còn nhiều, nếu cô muốn ăn thì tự mua về mà nấu, chứ chị mệt lắm, không làm được đâu. Thì em chỉ muốn đổi món cho mọi người thôi mà. Ừ, nếu thế em nên có thành ý hơn, đi mua đồ rồi tự nấu đi chứ. Nhưng mà em có biết nấu đâu, thế thì thôi vậy, ăn cơm bình thường thôi. Ngày hôm ấy, Uyên đi trực, nhưng cứ sảnh ra là lại nghĩ, làm thế nào để thay đổi cái tình trạng ở cô em chồng cứ sang ăn trực rồi còn đòi hỏi không những thế còn đem cả con sang cho cô trông uyên lên mạng xem một vài cách nhưng những cách đó chẳng phù hợp với câu chuyện gia đình cô nghĩ mãi cô hiểu ra mọi thứ đều cần có quá trình ngày hôm sau ra trực uyên đi về nhà bình thường ngọc đang ngủ trong phòng có lẽ đêm qua lại đi chơi về muộn còn hai con thì vứt cho mẹ chồng cô trông Uyên về lấy thêm ít quần áo rồi cô xuống nhà, đứng ở sân nói vọng vào với mẹ chồng: "Bố mẹ con gọi sang nhà ăn cơm, bé Mun cũng ở bên đó rồi, con xin phép sang bây giờ ạ. À. Cơm trưa cơm tối mẹ tự lo cho bố con nhé." Nói rồi, cô nhanh nhẹn lên xe rồi phi đi mất. Uyên thừa biết nếu còn ở lại thêm một giây thôi, nhất định mẹ chồng sẽ lao ra nói cô một trận, đừng hòng cho cô ra khỏi nhà lại thêm ngọc đang ở trên phòng nhất định sẽ xuống vào hùa với mẹ chồng chứ làm gì có chuyện họ để đứa ô xin miễn phí lại còn biết mua đồ ăn ngon đi mất uyên hí hửng với trò khôn lòi của mình nhưng cô cũng thừa biết đây chỉ là bước đầu bao nhiêu năm qua cô cứ cun cút làm việc không công còn phải chiều chuộng hầu hạ của em chồng giờ cô sẽ không phải là con uyên năm đó nữa ngọc nhiều lần bị từ chối rồi trả treo thì hậm hực lắm cô ta vào mách bà hoa nhưng lại được bà kể những chuyện gần đây của uyên khiến cô ta khá bất ngờ nhưng mà kẻ mưu mô như ngọc làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy cô ta bảo mẹ cuối tháng anh bảo đưa lương thì mẹ con mình tự đi ăn một bữa chẳng cần chị ta nữa nhưng mà tiền đó mẹ bảo để dành cho thằng bảo lấy ra không hay đâu ôi anh ấy đưa nhiều mà mẹ rút một chút anh ấy không biết đâu ờ ừ, thế thì cuối tháng đi mà số tiền con vay mẹ làm ăn là mẹ lấy trong số đó ra đấy, con liệu mà trả đi nhá. Con biết rồi, con của mẹ mà mẹ cứ sợ mất nhỉ? Không phải, tiền đó là mẹ bảo giữ hộ thằng Bảo, con cần thì lên mẹ đưa con dùng tạm, lúc nào thì có thì bù vào. Dù sao thằng Bảo cũng chưa cần gì, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, trả đi nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tháng đó Bảo không đưa lương cho mẹ nữa từ tháng này con không đưa cho mẹ nữa đâu Chúng con sẽ lập sổ tiết kiệm cho Moon Ồ hay, thế mẹ giữ không chắc hơn à? Thì chắc, nhưng mà đem ra ngân hàng tích thành cái sổ cho Moon ý nghĩa hơn chứ Vợ chồng con thống nhất rồi À, bây giờ chúng mày ghê rồi Thả tin với cái ngân hàng chứ không tin bà già này Thôi mà mẹ, với cả con tính mua ô tô để đi cho đỡ nắng mưa Nên số tiền con gửi mẹ trước đây, mẹ cho con xin lại nhá Chắc cũng được mấy trăm triệu ấy mẹ nhỉ Bà Hoa giật thót Số tiền ấy bà đã cho Ngọc vay làm ăn từ lâu, giờ chỉ còn vài chục triệu, bây giờ mà bảo đòi gấp quá thì bà lấy đâu ra. À, được rồi, để mẹ xem lại, mà bao giờ con cần? Chắc khoảng 20 ngày nữa mẹ ạ, mẹ sắp xếp nhé. À, ừ ừ, con yên tâm. Bà Hoa nói mà lòng như lửa đốt, vội về phòng gọi điện cho Ngọc, mày thu xếp trả mẹ đi, không thằng bảo nó đòi, mẹ không biết lấy đâu ra trả nó đâu. Nhưng mà tiền ấy con đem đi đầu tư rồi Lấy về ngay làm sao được Mẹ không biết 20 ngày nữa phải lấy về cho mẹ Con không biết đâu Gấp vậy làm sao con xoay kịp Ờ hay Mẹ cho mày vay mà mày ăn nói vô trách nhiệm thế Không phải Nhưng mà gấp quá Hay mẹ bảo anh ấy lùi lại thêm đi Ờ thôi đành thế vậy Bà Hoa cúp máy Bà định bụng sẽ lên xin bảo lùi cho vài hôm Nhưng khi bà chuẩn bị gõ cửa Thì nghe loáng thoáng tiếng bảo nghe điện thoại à vâng thế hai mươi ngày nữa em trồng tiền lấy xe nhé xe về rồi thì em lấy luôn đi luôn cho nóng vâng vâng bà hoa nghe xong còn lo hơn xe đã hẹn lấy rồi làm sao bà dám mở miệng xin nó cho lùi đây nỗi lo lắng khiến bà hoa mất ăn mất ngủ còn ngọc thì dường như biến mất luôn cuối tuần cũng không sang nữa gần đến ngày hẹn bà hoa gọi mà ngọc không còn không nghe bà gọi mãi mới chịu bắt máy alo Mày nhanh nghĩ cách xoay tiền cho mẹ đi Còn cũng bế tắc lắm Mẹ cứ dục con thế con làm sao nghĩ được Trời ơi mày phải nghĩ đi Không thằng Bảo nó hỏi đến Mẹ nói cho mày vay Đến lúc đó mày tự đi mà giải thích với nó nhá Được rồi được rồi để con nghĩ Ngọc cúp máy nhăn nhó Số tiền bà Hoa cho vay Cô ta nói là đi đầu tư làm ăn Nhưng thực tế là nướng hết và ăn chơi đàn đúm Rồi còn đâu Xoay thế nào được chứ Cho dù có lùi trăm cái hẹn Thì cũng chẳng thể lấy lại được nữa ấy Ngọc đau đầu lắm, cứ đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên cô ta nhớ ra, hôm trước cô ta có vô tình thấy Uyên cầm về một bọc đen vuông vức, lúc đó cô ta không để ý, bây giờ nhớ lại, rất có thể đó là tiền, có lẽ là bà chị dâu đã rút tiền về cho bảo mua xe, chỉ chờ mẹ cô ta trả tiền là gộp đi lấy xe luôn. Ngọc nhẩm tính, với cái cục tiền dày như thế, chắc cũng gần bằng số cô ta đã vay thế là Ngọc lên kế hoạch trộm tiền phòng cô ta ở nhà mẹ đối diện phòng của vợ chồng bảo nên cô ta biết chỗ có khả năng giấu nhất chỉ có cái kết bảo hiểm cô ta liền mua thiết bị theo dõi mở khóa để biết mật khẩu cuối tuần đó cô ta lại về mẹ như mọi khi lợi dụng lúc uyên ra ngoài lẻn vào lắp thiết bị lên kết chỉ cần ai đó mở kết này thiết bị đó sẽ ghi lại được mật khẩu Ngọc khí hưởng về kế hoạch của mình cô ta còn tính trong kết đó có lẽ còn có cả vàng cưới nữa của yên nhà uyên giàu nhất định sẽ cho nhiều đến lúc đó cô ta sẽ vơ sạch kiếm một món lớn thế nhưng người xấu thì lại còn kém cỏi như ngọc thì làm gì qua mắt được uyên mấy ngày nay cô thấy ngọc cứ lượn lờ trước cửa phòng mình mấy lần cô còn bắt gặp ngọc nhìn lén vào trong phòng dự cảm có gì đó không ổn nên cô liền lắp camera trong phòng sát ngày hẹn trả tiền hôm đó không phải cuối tuần nhưng ngọc vẫn qua từ sớm khiến uyên có chút nghi ngờ bình thường ngọc không đi làm cũng ngủ đến trưa mới qua làm gì có chuyện qua sớm như vậy lên đến viện uyên không khỏi tò mò mà mở camera phòng mình lên Hình ảnh trong đó làm Uyên khá bất ngờ. Ngọc đang loay hoay mở két phòng cô, còn hớn hở lấy ra số tiền cô rút về để mua xe cho chồng, còn không quên vét luôn cả mấy hộp vàng cưới của cô. Uyên nhìn hình ảnh rõ nét trong camera mà sôi máu, cô lập tức gọi cho chồng. Alo, anh về ngay nhá, cố giữ chân cô Ngọc lại cho em, việc gấp đấy. Có chuyện gì vậy? Bảo ngơ ngác, anh đừng hỏi, về em sẽ giải thích, về luôn nhá, em sẽ về bây giờ, nhớ giữ chân cô Ngọc, đừng để cô ấy về. Ừ, dù còn hơi ngờ vực nhưng bảo cũng về luôn về đến nhà đúng lúc ngọc đang cầm cái túi ra xe định đi đâu đó thấy bảo cô ta cười gượng anh anh sao anh về giờ này không có gì uyên bảo anh về có việc mà cô đi đâu đấy à em ra ngoài có chút việc thôi việc gì thì cũng để sau uyên bảo em ở lại luôn cô ấy có chuyện gì cần nói thôi để sau đi em đang gấp lắm gấp gì thì cũng từ từ chị uyên về bây giờ có gì nói xong rồi vẫn đi vẫn kịp không em, em. Ngọc run rẩy mặt lấm lét nhìn bảo, khiến anh sinh nghi. Cô sao đấy, có chuyện gì? Không có, em không. Có lẽ do quá lo sợ, cái túi trên tay Ngọc rơi xuống đất. Bảo thấy vậy, định nhặt lên giúp. Nhưng khi chạm tay vào túi, anh thấy có gì đó không đúng, liền dở ra. Trong túi đó là mấy cọc tiền rất dày, kèm theo đó là vài hộp vàng trông khá quen mắt. Bảo không kìm được, liền mở ra. Hoa văn trên chiếc kiềng vàng đó chẳng phải là đồ của uyên vợ anh sao bảo ngẩng lên hỏi ngọc cái này ở đâu ra cô định đem đi đâu em em nói chỉ một tiếng quát của bảo ngọc không kìm được nữa mà khóc òa lên bảo cũng vì thế mà dường như hiểu ra mọi chuyện tiếng nói to cũng khiến bà hoa ở trong nhà chạy ra có chuyện gì thế mẹ mẹ ra mà xem con gái ngoan của mẹ nó lấy tiền với vàng ở đâu đây này hôm nay cô mà không nói rõ đừng hòng bước ra khỏi đây bà hoa nhìn túi tiền vàng trong tay bảo rồi quay sang hỏi ngọc ngọc tiền vàng này là như thế nào con lấy ở đâu con con ngọc không dám trả lời chỉ nấc lên từng hồi uyên lúc này vừa kịp về ông thông cũng vừa tới nơi có chuyện gì thế nhìn thấy ông thông mẹ con ngọc như nhìn thấy ma sợ rúm lại uyên nhìn chồng rồi cầm túi tiền vàng nói mọi người đi vào nhà con sẽ nói cho mọi người biết uyên cho bố và bảo xem Video từ camera cô lắp trong phòng, hình ảnh rõ nét khiến Ngọc không thể chối cãi, trốn sau lưng mẹ, khóc nấc lên. Ông thông hỏi: "Tại sao mày phải làm thế hả Ngọc?" Ngọc không dám trả lời, chỉ nấc lên từng hồi rồi nhìn về phía mẹ, mãi mới chịu lên tiếng: "Là con, con vay mẹ tiền anh bảo gửi để làm ăn, nhưng mà thua lỗ, không có tiền trả nên nên mày lại lấy trộm tiền của chính anh mày để trả cho anh mày." "Mày hay lắm, tao không tin là mày vay tiền làm ăn đâu." mà mày ăn chơi hết rồi. Ngọc không dám cãi vì ông Thông nói đúng quá rồi mà. Bà Hoa ngồi bên cạnh liền bênh con thì tại nó túng quá với cả cũng để trả anh nó thôi có đem đi đâu đâu. Bà nói thế mà nghe được à? Tại bà chiều nó hư đấy bà còn bênh nó nữa à? Ngay bố mẹ lại chuẩn bị to tiếng bảo liền can ngăn. Thôi được rồi bố mẹ bây giờ sự việc cũng đã rồi mình không nói nữa còn tính thế này số tiền cô Ngọc ăn chơi mất coi như cô ấy làm ăn thua lỗ đi con không tính nữa Nhưng mà từ nay cô Ngọc chuyển hẳn về đây Đi làm rồi phụ Uyên làm việc nhà Coi như trả nợ Lương hàng tháng đưa Uyên cầm hết luôn Mọi chi tiêu thông qua Uyên hết Bố mẹ thấy thế nào Anh bị điên à Nó có biết làm gì đâu Với lại sống như thế khác gì tù đây Không thế thì thế nào Hay mẹ muốn con đem nó ra công an để đòi nợ Phải Tôi thấy thế là hợp lý Bà đừng chiều nó nữa Nó hư là tại bà đấy Ông... Ngọc ngồi im một bên, không dám cự cãi, dù trong lòng chẳng cam gì cuộc sống của uyên từ đó cũng dễ thở hơn dù sống chung có nhiều chuyện ngọc không vừa ý vùng vằng với cô nhưng có bảo và bố chồng chống lưng uyên cũng chẳng sợ nữa có gì không đúng cô nói luôn ngọc từ đó cũng ngoan hơn quý vị và các bạn thân mến cuối cùng thì cuộc sống của uyên đã yên ổn dù trong nhà vẫn còn cô em chồng tham ăn lười làm bà mẹ chồng tai quái chỉ biết coi con dâu như ô sin nhưng những gì mà cô ấy đã làm chắc chắn sẽ khiến họ dần biết tôn trọng cô hơn để gia đình hòa thuận nếu rơi vào hoàn cảnh như uyên có lẽ nhiều bạn gái có công ăn việc làm ổn định có thể tự chủ về tài chính sẵn sàng dứt áo ra đi chứ chẳng muốn tiếp tục xây đắp gia đình này nhưng hạnh phúc có bao giờ tự đến và hạnh phúc cũng cần phải xây đắp phải không các bạn các bạn hãy trao đổi cảm nghĩ và ý kiến của mình trong phần bình luận cùng audio chuyện hay các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.